Dạ, khán giả Dương Mai đến từ Sóc Trăng có hỏi là con tôi 12 tuổi bị sốt xuất huyết 3 ngày nay, có chở lên trạm y tế, bác sĩ kết luận là cháu bị nhẹ, cho điều trị ở nhà, có thuốc uống, vậy thì có đúng hay không? Và trong tình trạng như vậy, con tôi có những dấu hiệu nào cần phải đưa đến bệnh viện để điều trị gấp ạ? Dạ, xin mời bác sĩ. Dạ, xin được trả lời câu hỏi của khán giả. Con của chị năm nay 12 tuổi, là đúng là cũng nằm trong cái lứa tuổi và cũng rất là dễ bị sốt xuất huyết, là từ 8 cho đến 14 tuổi. Thì bé đã được chẩn đoán là sốt xuất huyết ngày thứ ba. Thì như hồi nãy bác sĩ Điền có chia sẻ về cái giai đoạn bệnh, thì từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy là bé đang ở trong giai đoạn nguy hiểm của chu kỳ sốt xuất huyết lần này. Do đó thì trẻ trong giai đoạn này trẻ sẽ cần được thăm khám bởi bác sĩ, và tốt nhất là chúng ta đánh giá mỗi ngày để có thể xem là bé có thể được điều trị ở tại nhà hay không. Trẻ được điều trị tại nhà là trẻ sẽ có trẻ không có những cái dấu hiệu như là đau bụng, nôn ói, không có tay chân lạnh, không có bứt rứt, vật vã, và đặc biệt là trong chúng ta cũng cần thêm một cái xét nghiệm nữa. Thì trong cái xét nghiệm máu đó, bác sĩ cũng sẽ xem xét về cái mức độ cô đặc máu của trẻ, mức độ giảm tiểu cầu của trẻ, để đánh giá xem là trẻ có thể được điều trị ở nhà hay là cần phải nhập viện. Thì do đó là ngày trong hôm nay thì mẹ sẽ tiếp tục theo dõi những dấu hiệu của bé về sốt, về tri giác, về tay sờ tay chân, xem đánh giá xem là trẻ có những dấu hiệu như lúc nãy bác sĩ kể. Nếu mà không thì chúng ta có thể định đợi đến sáng ngày mai chúng ta tiếp tục đi tái khám ở trạm y tế để bác sĩ sẽ đánh giá và xem là ngày thứ tư của trẻ thì trẻ sẽ được điều trị ở tại nhà hay là cần phải nhập viện. Dạ, thưa tiến sĩ bác sĩ Đặng Lê Như Nguyệt, khán giả Nguyễn Văn Tuấn đến từ Bình Dương đặt câu hỏi cho bác sĩ là trẻ nhỏ bị mắc sốt xuất huyết tự ý mua thuốc ở ngoài cho trẻ uống có được hay không? Trong nhà có một người bị bệnh thì những người còn lại có nguy cơ bị nhiễm bệnh hay không, thưa bác sĩ? Xin được trả lời câu hỏi của khán giả Tuấn ở Bình Dương ạ. Thì trẻ nhỏ nếu mà mắc sốt xuất huyết thì với cái mức độ nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết cũng như là những cái triệu chứng mà chúng ta rất là khó lường, thì chúng ta không nên mua thuốc để điều trị tại nhà. Ban đầu có thể là trong cái ngày đầu tiên thì khi bé sốt chúng ta chưa chưa xác định được nguyên nhân sốt và chúng ta chưa có điều kiện để đưa trẻ đi khám ngay trong ngày đầu tiên, thì chúng ta có thể tạm thời mua thuốc hạ sốt và paracetamol để mà cho trẻ hạ sốt, cũng như là cho trẻ uống thêm nhiều nước để mà giúp cho trẻ, hỗ trợ cho trẻ thì trong ngày đầu tiên mà thôi. Nhưng mà nếu mà sang đến ngày thứ hai trẻ vẫn còn sốt cao liên tục, trẻ hoặc là trẻ có những biểu hiện đờ hơn, mệt hơn, thì chắc chắn là chúng ta phải đưa trẻ đến khám để các bác sĩ sẽ đánh giá và tìm các cái triệu chứng có liên quan đến sốt xuất huyết cũng như là các bệnh khác để mà phân biệt. Và sau đó nếu cần thiết thì các bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm để tìm sốt xuất huyết. Bởi vì hiện nay thì chúng ta đã tiến bộ hơn ngày xưa rất là nhiều. Chúng ta có một cái xét nghiệm để tìm ngay cái con siêu vi sốt xuất huyết ở trong máu của em bé. Thì cái xét nghiệm này nó sẽ rất là chính xác trong 1 đến 2 ngày đầu tiên của bệnh khi mà trẻ sốt. Do đó là chúng ta nên đưa trẻ đến khám, và cái việc mà chúng ta mua thuốc thì cũng giới hạn ở trong việc là chúng ta sử dụng cái loại thuốc hạ sốt an toàn cho trẻ, đó là paracetamol. Còn cái câu hỏi thứ hai là trong gia đình nếu như mà có người bị sốt xuất huyết thì nãy bác sĩ Thạc sĩ Điền cũng có nói về cái cách mà chúng ta cái chu trình của một cái chu kỳ của một con lăng quăng nở thành con muỗi nó cũng rất là nhanh. Do đó thì chắc chắn là trong cái giai đoạn, trong những cái ngày đầu, trong giai đoạn ủ bệnh và trong vài ngày đầu tiến triển của sốt xuất huyết, thì trong cái cơ thể của em bé hoặc là người bệnh sẽ có mang mầm bệnh sốt xuất huyết. Và nếu mà trong gia đình chúng ta có muỗi, chúng ta không diệt lăng quăng, thì con muỗi này đốt vào người bệnh có thể sẽ chích sang cái những người còn lại trong gia đình, thì cũng sẽ làm cho những người trong gia đình chúng ta cũng có nguy cơ, có khả năng là mắc sốt xuất huyết. Do đó là chúng ta cũng vẫn phải áp dụng các cái biện pháp diệt lăng quăng, ngủ mùng cũng như là diệt muỗi trong gia đình, và giữ phòng những cái biện pháp dự phòng không đặc hiệu mà Thạc sĩ Điền cũng đã có chia sẻ. Dạ, thưa tiến sĩ bác sĩ Đặng Lê Như Nguyệt, khán giả Châu Văn Thiện đến từ Kiên Giang đặt câu hỏi cho bác sĩ là cháu tôi năm nay 8 tuổi bị bệnh sốt xuất huyết đã và đang nằm viện được 7 ngày, và trong lúc bệnh thì cháu sốt rất cao, mệt mỏi, biếng ăn. Trong thời gian điều trị, ngoài việc tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ thì tôi nên cho cháu ăn những thức ăn nào và kiêng ăn những thức ăn nào, thưa bác sĩ? Dạ, xin được trả lời câu hỏi của anh như sau. Thì cũng chúng ta thấy là trẻ cũng đã đi đến những cái ngày ở cái giai đoạn mà chuẩn bị bắt đầu vào giai đoạn hồi phục của trẻ rồi, thì đó cũng là một cái chúng ta thấy rằng là trẻ cũng đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm trong cái ba cái giai đoạn mà lúc nãy Thạc sĩ Điền đã chia sẻ về cái giai đoạn bệnh của sốt xuất huyết. Thì trong quá trình nằm viện, bên cạnh cái chế độ ăn theo như các bác sĩ cũng đã cung cấp ở tại bệnh viện, thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm cho trẻ
thì bệnh sốt xuất huyết là trẻ sốt nè, trẻ sẽ mất nước, hoặc là những trẻ mà mình nãy mình nói là có thoát huyết tương bị cô đặc máu thì chứng tỏ là trẻ cũng sẽ có thiếu nước. Thì cái chính yếu là chúng ta sẽ bổ sung nước cho trẻ, nhưng mà thường thì nước này không phải là nước lọc mà nước này sẽ là nước có điện giải, do đó chúng ta sẽ ưu tiên cho trẻ bổ sung các cái nước mà có thể có thêm điện giải, ví dụ như là một cái loại rất là dễ mà chúng ta có thể cung cấp đó chính là nước dừa. Hoặc là các loại nước ép trái cây, lúc nãy thạc sĩ Điền cũng đã có chia sẻ rồi. Còn đối với thức ăn thì chúng ta cũng ăn lỏng thôi để bổ sung thêm nước cho trẻ, và những cái đồ ăn dễ tiêu, bởi vì những trẻ này sốt xuất huyết thì thường trẻ có đau cái vùng ghe thì nó cũng sẽ hơi căng, hơi khó chịu, trẻ cũng sẽ dễ nôn ói, cho nên chúng ta cho ăn những cái thức ăn lỏng và dễ tiêu. Còn về kiêng cữ thì không có kiêng cữ gì, nhưng mà chúng ta sẽ nên hạn chế những cái thức ăn mà có màu sậm hoặc là màu nâu, màu đỏ chẳng hạn, như là những cái màu như sô cô la hoặc là coca là những cái loại mà chúng ta nên hạn chế trong cái giai đoạn này cho con sử dụng. Còn các loại thức ăn khác thì chúng ta vẫn có thể sử dụng, nếu trẻ thích, trẻ cảm thấy ăn ngon miệng thì chúng ta vẫn có thể cung cấp cho trẻ.